Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái bài 54.4. Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn em ở cái bài 54.5 là bài cuối cùng trong chương trình của hóa hữu cơ ha, của cấp 2 gọi là trung học cơ sở nha. Thì trong quá trình học mà thầy có vấn đề gì đó thì các em bỏ qua. Nếu như mà chưa hiểu thì các em nên xem lại một lần nữa, và chưa hiểu nữa thì các em comment để mà thầy giải thích. Lên cái chương trình phổ thông lớp 10, 11, 12 thì thầy có dạy, nên các em cứ vào kênh của thầy để các em xem và học 10, 11, 12 luôn em nhé. Ok, em nhớ nhé, thầy sẽ theo các em cho tới lớp ôn thi đại học luôn mà. Thầy đã hứa là thầy sẽ làm, nguyên tắc sống là như vậy, chứ không phải là nói là hứa leo được. Nhiều nói hứa bữa nay mình tới mà mình không tới, như vậy thì người đó không bao giờ thành công được em. Không bao giờ thành công được, thầy nói thẳng là như thế. Cái lời hứa giống như là chắc như đinh đóng cột của em. Đã hứa đến với người ta thì có trời nắng, trời mưa, trời sấm sét thì cũng nên đi, từ khi điều kiện gọi là bất khả kháng như nào là thôi. Động đất thì là song thần thì thôi, ở nhà thì chắc. Chứ còn nếu bình thường mà trời mưa thì vẫn gọi là mang rau đậu mũ đi em. Ok, nói chuyện vui một xíu nha. Chúng ta sẽ có cái đề bài sau. Poly, ở đây thầy luôn luôn đọc cái chất này, đó chính là polyvinyl chloride này, viết tắt là PVC. Các em thấy trong ống nhựa của em, cái ống nước em, cái ống nước mà màu xanh xanh, người ta nói hệ thống ống nước ở trong gia đình đó, là các em thấy sẽ thấy cái chữ PVC này, đó chính là nhựa ha. Được điều chế từ vinyl chloride. Đây em, câu A viết phương trình hóa học của phản ứng. Thì cái việc mà viết phương trình hóa học phản ứng là điều chế vinyl chloride từ anh này thì rất là dễ, chúng ta sử dụng phản ứng trung hợp thôi nha. Câu A này, phản ứng điều chế PVC. Như vậy chúng ta sử dụng phản ứng trung hợp, đó chính là N đây em, CH2. Thì cái mục đích chúng ta là bẻ cái liên kết đôi đã, để mà liên kết các liên kết đơn kia, các phân tử của nó, các em hiểu nè. Thì ở đây em ghi là nhiệt độ, chất xúc tác, áp suất. Đây gọi là phản ứng trùng hợp này em. Thì cái liên kết đôi là em bẻ qua bên đây, một liên kết và bẻ bên đây liên kết để liên kết với các phân tử của nó ha, để tạo thành polymer. Đây tạo thành CH2, CH. Đó. Ở đây clo đây, N đây, nó dạng là mắc xích, gọi là ca phân tử polymer. Câu B, đúng không? Em có hiểu nè. Rồi chúng ta ở đây yêu cầu các em là gì đây? Tính khối lượng của polyvinyl chloride thu được từ 1 tấn vinyl chloride. Vinyl chloride là đây, còn polyvinyl chloride là đây. Biết hiệu suất của phản ứng là 90%. Như vậy ở đây tính á, là tính anh này, chứng tỏ chúng ta phải nhân cho 90 và chia cho 100. Tại vì ở trong cái bài các clip trước về hiệu suất ha, thì cũng có một bài thì nó vừa tính cái sản phẩm và vừa tính chất tham gia phản ứng. Thì em lưu ý rằng là nếu như mà tính ở sản phẩm thì em sẽ nhân cho cái số liệu đó và chia cho 100. Còn nếu như mà tính ở chất tham gia phản ứng thì các em phải nhân cho 100 và chia cho cái số liệu hiệu suất đó, hiểu chưa? Như vậy thì ở đây tính khối lượng polyvinyl chloride là tính anh này, chứng tỏ thầy sẽ tính khối lượng của nó và lấy cái khối lượng đó nhân cho 90 và chia cho 100. Từ 1 tấn vinyl chloride là anh này này, anh này đọc là vinyl chloride. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ tính cái số mol. Cái số mol nếu mà theo cái tỷ lệ phản ứng thì ở đây các em thấy này, cái số mol của cái anh vinyl chloride ở đây thầy ghi bằng chữ luôn đây. Thì ở đây sẽ bằng 1 tấn này. Chúng ta sẽ chia cho gì các em? Chúng ta chia ở đây là bao nhiêu? Thì tính cho nó chắc. Đây là 2C ha, 12 nhân 2 cộng 3 hydro cộng với clo 35,5 62,5 em. Trong vì là mol đi. Ở đây chúng ta thấy tỷ lệ đây là N và đây là gì? Là 1. Chứng tỏ người ta cho ở đây. Như vậy đây là 1/62,5. Ta đây là x nhân đây và chia đây. Chứng tỏ từ này chúng ta suy ra số mol của poly gọi là PVC đây, ngay đây polyvinyl chloride là của anh đây này thì nó sẽ bằng là gì? 1,625 chúng ta chia cho n thì sẽ bằng 1/62,5 nhân cho n mol. Từ đây thầy suy ra cái khối lượng của PVC sẽ bằng số mol đó là 0,5 nhân n đây, khối lượng mol đây thì nó cũng chính là bằng bao nhiêu em? Nó cũng chính là gì? Nó cũng chính là ở đây là 62,5 n. Như vậy ở đây cũng là bằng 1 tấn. Vì hiệu suất phản ứng ở đây là tính sản phẩm nên ta sẽ nhân cho 90/100, chứng tỏ là bằng 0,9 tấn đúng rồi. Vì hiệu suất phản ứng là 90% nên cái khối lượng của PVC thực tế chúng ta thu được là lấy 1 nhân cho 90/100 thì sẽ bằng 0,9 tấn. Xong câu C nha. Các em hiểu chưa nào? Nghĩa là ở đây thầy đang thiết kế một cái phần số mol như vậy để các em dễ hiểu. Thì thực chất hai này là giống nhau y xì, chứ đâu khác gì đâu em. Tiếp tục em. Để thu được 1 tấn PVC, nghe bây giờ người ta lại cho số liệu ở đây còn bao nhiêu tấn vinyl chloride giả thiết và biết hiệu suất cũng là 90%. Như vậy thì bây giờ người ta lại cho anh đây, người ta suy ra anh đây mà ở đây là tính chất tham gia phản ứng thì chứng tỏ chúng ta sẽ nhân cho 100 và chia cho 90. Nhớ giùm thầy ở đây là sản phẩm thì nhân cho 90 và chia cho 100, còn ở đây là chất tham gia phản ứng thì phải nhân cho 100 và chia cho 90. Cái đấy chính là sự khác biệt và để thầy muốn phân biệt, tại vì trong cái clip trước có một bài thầy cũng chỉ ra rất là cụ thể như vậy đúng không? Như vậy thì ở đây người ta cho cái khối lượng của PVC thì bằng 1 tấn. Thì thầy suy ra cái số mol của vinyl chloride, nghĩa là VC sẽ bằng số mol của PVC thì cũng sẽ bằng là gì em? 1/. Nói chung anh này 1 tấn thì anh này chắc chắn sẽ 1 tấn này. Được. Đây thì bây giờ chúng ta sẽ đặt ở đây 1 tấn thì ở đây là 1/62,5 n này. Chúng ta chỗ đây sẽ là x. Thầy đang làm câu C nhé. Thì lấy x nhân đây, lấy này nhân đây, và đây có n thì n đây. Hết. Như vậy bằng là 1/62,25 n nhân cho n ở đây thì bằng 1/62,5 mol. Từ đây thầy suy ra cái khối lượng của vinyl chloride thầy viết tắt là bằng 62,5 nhân cho 1/62,5 thì nó cũng sẽ bằng 1 tấn. Vì cái hiệu suất phản ứng là 90%, ta có gọi là cái khối lượng VC gọi là vinyl chloride cần dùng này. Thì khi đó các em sẽ lấy 1 nhân cho 100 và chia cho 90. Các em hiểu chưa? Lấy 100 chia 90 thì bằng 1,1111 vậy đấy. Nghĩa là gần bằng là 1,111 tấn. Hiểu chưa? Cách làm như vậy. Nhớ cứ nếu mà tính tham gia phản ứng ở đây thì nhân cho 100. Mình nhớ tính cái sản phẩm thì sẽ nhân cho, nghĩa là chia cho 100, anh bên đây nhân 100 mà anh bên đây chia cho 100, nhớ như vậy là được nha. Như vậy thì clip hôm nay cũng là clip cuối cùng của phần hóa lớp 9. Thầy cũng chúc cho các em có nhiều gọi là cái niềm vui trong cuộc sống, và chúng ta phải phấn đấu để mà có thể sau này giúp đỡ cho gia đình, xã hội và chính bản thân của mình có cuộc sống tốt hơn là nhờ cái việc học tập các em nha. Sau clip này thì về hóa 9 thì thầy sẽ quay cho em các tiết ôn tập, cũng như hoặc là thầy sẽ quay cho em các cái bộ đề của học kỳ 2. Từ bộ đề đó thầy sẽ gặp tới dạng nào thầy sẽ hướng dẫn ở dạng đấy cho các em, được chưa nào? Ok, chúc em học tốt, bye bye nhé. Trong clip trong kênh thầy thì đã có sẵn cái đề học kỳ 2 rồi, các em cứ vào đó tham khảo trước. Còn năm 2020 này thầy chắc chắn sẽ quay cho các em. Bye bye các em nhé. Ok.